Alo, hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Hôm nay là mình sẽ làm tiếp tục cái series đập ọp 80 ọp để xem nick nào may mắn hơn. Trên tay mình là nick của bạn Nguyễn Đức Đảng, ngày xưa bạn ấy giao nick cho mình là Trọng Hộ. Thì cái nick này thì nó sẽ, tuần này sẽ được xả 80 ọp. Mình nghĩ với cái sự may mắn của mình thì mình sẽ kiếm được thêm ra solo cho cái nick này. Hiện tại thì mình đang làm thêm cái nhiệm vụ tháng của trong Arena thì mình kiếm thêm Super Chip, vì mình thấy có con Rogan ở trong cái Super Chip, cho nên là mình sẽ không bỏ lỡ. Và cũng may lắm, nếu may mắn thì có thể lấy được con Rogan, không thì thôi. Riêng tại sao mọi người bảo là con Rogan nó xấu, nhưng mà riêng ý kiến cá nhân, con mắt cá nhân của mình thì mình thấy nó đẹp, 5 sao nó đẹp, 6 sao nó cũng đẹp, nó màu xanh xanh thì cũng thích thật. Mình có thể lá như trông kích thích, mà công nhận là nếu mà so với tạo hình thì nó vẫn xấu thật. Tạo hình so với những con tướng mới khác thì nó vẫn xấu, nhưng mà trong mắt mình thì nó vẫn đẹp. Một phần là vì nó mạnh thì nó đẹp, nó yếu thì nó không đẹp đâu. Thì nick này mình sẽ xả 80 orb vào hệ pháo đài, và nick khác thì cũng cũng có thể mấy cái nick mà mình dùng làm content thì mình cũng có thể là sẽ xả. Ok, mình sẽ xả nha. Nếu may mắn thì trúng, không may mắn thì thôi. Ít chip quá, 18 chip thì hơi khó thật. Cho mình tầm khoảng 30 chip thì mấy con này mình hốt phát một. Ok, còn một chip nữa. Chắc chắn là hơi khó đấy. Mình nghĩ là tạch. Tạch thì chúng ta lại tiếp tục đi đập off vậy. Tạch thật. Ok. Nào, 80 off vào hệ pháo đài, tìm kiếm solo. Bắt đầu thôi. 10 phát đầu tiên không có gì này. Một Emily này. Một hai ở một con Valentino và một con Roy. Ui, đây rồi, Sherlock. Biết ngay mà, mình có linh cảm là mình sẽ ra con Sherlock mà. Tuyệt vời ông mặt trời. Thấy chưa? Chỉ với 40 orb thôi là mình đã ra một con Sherlock rồi. Không thể tin được, quá là may mắn. Tiếp tục sẽ đến với một con Sherlock nữa chăng? Thôi đổi củi vậy. Một con Sherlock là ngon rồi. Ra một con Sherlock là ngon rồi. Mình sẽ đổi con Christian này đi. Christian. Thằng mũi to. Thằng này mũi rất to. Giống mình. Mình mũi cũng rất là to mọi người ạ. Ai chưa biết thì mũi mình to lắm. Christian. Làm gì đặc biệt đi. Một slot rồi, có thể hai slot không? Hai slot một vòng có vẻ tuyệt vời không? Ngoài ra thì mình cũng muốn tìm con Rogan nữa. Tướng mới ra có Rogan mới nhìn nó mới kiểu có content hay mọi người. Kiếm Rogan nó mới chất chứ. Ok, có thể mình sẽ kiếm thêm slot một nick nữa. Rồi mình kiếm Rogan. Audio One. Unimax. Cũng được, cũng gọi là một con god. Nhưng mà con này là ngang slot đấy, nếu như mà cái tỷ lệ nó là ngang slot đấy. Tuyệt vời nhỉ. Có Unimax luôn. Có Unimax, có slot. Kiếm thêm thì đẹp. Đây phần kiếm thêm thôi. Nhanh nhanh nào. Honor Work đổi thành Omut. Thôi giữ luôn. Chán nhờ, Sakura mấy con cũng gọi là xịn so con bò ấy. Nếu như nó là slot thì nó lại ngon. LM02. Ok, đen rồi, xong, xong định này. Một Sherlock và một Unimax. Cũng khá ổn đấy chứ. Đây, Sherlock đây rồi. HM một con nữa là nick này đủ 10 sao này. Ok, đây rồi, nick này chúng ta vẫn sẽ tìm Sherlock nha. Nick này cũng có 3 copy Sherlock rồi. Nhưng mà vì content, vẫn cứ phải có content cho các bạn xem. Các bạn biết là nhiều người nói là Sherlock sẽ vào vòng off tiếp theo, mình nghĩ cũng là có tỷ lệ cao là như vậy, nhưng mà vì content mà thì vội vã lắm rồi, không việc gì phải tích cả. Ok, hai con 5 sao, food cũng khá là ổn. Slot đâu, slot. Hai con 5 sao tiếp thôi, đổi củi thôi, vẫn như mọi khi thôi. Nếu như chúng ta mà không đập off ra thì chắc chắn rồi, nó sẽ ra ở trong củi thôi, chả có gì cả. Audio One. Thôi, đỡ kiếm mấy con 5 sao ở trong này mà đổi thôi.
Việc gì phải đổi mà con có thể ghép S10 sao? Sau này mà thiếu ấy, thiếu copy mà copy food ấy, thì chịu. Ok, đổi thôi. 1.400, hy vọng chúng ta sẽ kiếm được hai con slot. Một con thì làm ăn gì? Tham mê. Mình vẫn dùng con Christian này đổi. Thật ra con nào cũng như nhau thôi, chẳng có gì cả. Hôm nay thì mình không sử dụng cái biện pháp gọi là tâm linh của mình là dùng tiếng Tàu. Nhưng mà dùng tiếng Anh thì với cái nhân phẩm của mình thì mình vẫn tin là có thể ra được Sherlock. Sherlock đâu? Ôi trời ơi, Iron Bobby đổi thành Sherlock. Có một con Sherlock trời, phải để tay ngắm mới được. Cũng đẹp thật, 5 sao mà nhìn nó ngầu mọi người nhỉ. Nhìn giống con Jin ở trong Liên minh huyền thoại. Jin và vừa giống Jin vừa giống Twisted Fate nữa. Có thần bài. Ok, All the work. Một con, thêm một con nữa xem nào. Tam Mace Valentino. Giá như đó là một con Slop Orion. Lightwear. Thôi, một con Slop là đủ rồi. Ok, cũng được. Nói chung là cũng ra Slop. Ngon. Như vậy là có. Ui, artifact đen quá. Ok, chúng ta chuyển sang một nick khác nữa nha. Nick này thì cũng một slot thôi. Cũng ngon. Mình đang ở trong một nick khác. Nick này thì mình nghĩ là mình cũng có slot rồi. Ừ thì cũng có slot rồi. Nhưng mà vì content nên là mình sẽ kiếm Rogan vậy. Hay là kiếm slot nhỉ? Thôi kiếm Rogan đi. Rogan là tướng mới mà. Ok kiếm Rogan cũng được nhỉ? Thôi kiếm Rogan đi. Rogan. Mình sẽ đập off vào hệ này kiếm con Rogan. Một con Oberon. Một con 5 sao nữa. Lại là Oberon ạ. Ngày xưa mình xem video của anh Nam Đen, anh ấy tìm con Oberon mấy cái vòng mà chả ra con nào, trông thương lắm. Ngày xưa các bạn cũng biết thì Oberon nó, một team nào mà có ba con Oberon thì nó cực kỳ bá đạo. Mình đã từng thấy cái team mà ba Oberon, ba Crude của một thằng thanh niên Nga thì sau đó thì nó ra con Unimax một cái phế luôn, phế luôn cả team. Thì ngày xưa là chạy ô tí Rogan luôn. Wow, một con Rogan take a photo ngay. Trời ơi. Bảo kiếm Rogan là có Rogan luôn ạ. Thật sự là rất may mắn. Thật sự là rất may mắn. Demon Hunter. Kiếm thêm một con Rogan nữa thì cũng được ấy. Thôi một con nữa thôi mà. Thành hai con cho nó đẹp. Một con Rogan thì làm ăn gì. Thêm một bộ sưu tập thôi cho nó đẹp thôi chứ còn chả có gì cả. Mình vẫn hy vọng là kiếm thêm một con Rogan nữa. Nhìn con Oberon kìa. Ngày xưa mình cũng đã phút một con, mình đã đủ copy nhỉ, hình như là 15 con thì phải. Sao mình phút hết lấy cái avatar 10 sao xong phút luôn. Em này cũng chúng ta cũng có nhiều người có cái sở thích gọi là sưu tầm avatar ấy mọi người. Sưu tầm avatar để sau này có gì có những cái sự kiện thắp sáng hero hay là đủ mốc thắp sáng thì được nhận quà. Mình nghĩ là nếu như mà sự kiện thắp sáng Hero sắp tới mình nghĩ là có thể có Assassin hoặc là có thể là có Assassin đấy. Maybe là như vậy, cho nên dạo này mình hay ghép mấy con Assassin đó. Ok, ghép nãy giờ rồi. Rồi cũng đến lượt các em lên thớt thôi. 900 củi, 9, 9, 9 lần đổi. Một con An Elder. Một con Chip. Một con Kagat. Một con An Elder tiếp. Vậy thì Rogan đang ở đâu? Where are you now? Where are you fucking now? Ra đây! Dragon Slayer. Chết thật. Nhìn Dragon Slayer mình lại nhớ đến anh Nam Đen. Chiều nay là còn đi nhậu với anh Nam Đen nữa. Mình phải xả trước không gặp anh Nam Đen là đen mất. Bị lây cái đen. Ok, như vậy là chúng ta cũng là hoàn thành mục tiêu. 3 nick, 2 nick kiếm Slot đều ra Slot. Và nick này kiếm Rogan lại cũng ra Rogan. Cũng là ok. Rất là hay. Mình cũng khá là may mắn đấy chứ. Hy vọng là tháng sau chúng ta sẽ có Slot. Và chúng ta sẽ xả sum, xả orb nhiều vào con Slot này. Mình rất là chào đón các bạn. Có thể gọi là nhờ mình đập orb. Mới là cảm ơn vì điều đấy.
Ok, không thể hóng đợi vào tháng sau hơn nữa. Even odd này chúng ta kết thúc ở đây thôi. Tích này thì cũng đã suy đơn tác này. Ok, như vậy là cũng có đặt đặt ra mục tiêu thì cũng đã tìm được Sherlock và Rogan, cũng khá là may mắn. Video có thể sắp kết thúc ở đây thôi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo.